Theo thống kê của Bệnh viện Tâm thần Trung ương, trong tổng số 5.000 người có biểu hiện bất bình thường đến khám hay tư vấn, thì có đến 30% là học sinh, sinh viên. Còn theo khảo sát của Bệnh viện Nhi Trung ương tại một số trường học, thì có từ 8 đến 29% học sinh gặp phải các vấn đề liên quan tới tâm lý tâm thần. Lo ngại hơn là các con số này đều đang có xu hướng gia tăng. Theo các bác sĩ, áp lực học tập, môi trường học đường bất ổn, sự thay đổi tâm lý, dậy thì trong giai đoạn học đường đang là những nguyên nhân gây ra tình trạng này. Vậy cụ thể biểu hiện nào giúp cha mẹ sớm nhận biết và quan trọng nhất là làm thế nào để giúp trẻ vượt qua những rối loạn tinh thần trong giai đoạn này? Mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận sau của nhóm phóng viên. Cụ thể, theo tiến sĩ bác sĩ Đỗ Minh Loan, trưởng khoa sức khỏe vị thành niên Bệnh viện Nhi Trung ương, những căng thẳng áp lực trong quá trình học tập tác động nhiều đến tâm lý, tâm thần của trẻ. Áp lực này có thể là yếu tố khởi phát các bệnh lý tâm thần. Theo khảo sát của bệnh viện, tại Hà Nội, trong số trẻ bị sang chấn về tâm lý có nguyên nhân liên quan đến áp lực học tập chiếm gần 39%. Trong quá trình làm việc, các bác sĩ cũng đã tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ mắc các rối loạn tâm thần, thậm chí đã có trẻ tự tử vì những áp lực liên quan đến môi trường học tập. Và sức khỏe vị thành niên chúng tôi cũng hay tiếp nhận những cái trường hợp là các em có cái vấn đề ví dụ như là từ chối không đi học hoặc là có những cái biểu hiện lo âu và trầm cảm. Và gần đây thì chúng tôi cũng tiếp nhận một cái trường hợp mà chúng tôi cũng thấy là cái hậu quả nó cũng khá là nghiêm trọng. Đó là một em nữ khoảng 14 tuổi và em này thì trong quá trình học ở lớp ấy, thì bị cô phê bình là nói chuyện và làm việc riêng trong giờ. Và em thì cho rằng là mình không có làm như thế. Và khi mà cô phê bình và về nhà thì em bị và em gia đình có yêu cầu là viết kiểm điểm. Thì sau đó thì em đã thắt cổ tự tử và đến với bệnh viện Nhi chúng tôi thì cũng đã quá muộn. Đáng lo ngại hơn là nhiều gia đình khi đưa trẻ đến khám đều cho rằng con em mình không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng thực tế khi làm việc với các em nhỏ, các bác sĩ mới nhận ra rất nhiều điều bất ổn như stress, sang chấn tâm lý từ chính môi trường học tập và cuộc sống gia đình. Hầu hết các ca đến khám tại khoa đều ở trong tình trạng mắc các rối loạn tâm lý vừa và nặng. Cái việc cha mẹ đưa con đến thì nó cũng hơi muộn, tức là cái dấu hiệu bệnh nó cũng khá là nặng rồi. Và thực sự khi mà làm việc với bản thân các em cũng như là bản thân với lại cha mẹ các em thì thấy rằng là nhiều khi thì cha mẹ cũng có thể là do cuộc sống khá là bận rộn và mình cũng không dành đủ được cái thời gian để quan tâm một cách đầy đủ với các em. Theo các bác sĩ, ở lứa tuổi vị thành niên, trẻ có hệ thần kinh chưa phát triển hoàn thiện, do đó khi hưng phấn hoặc ức chế, trẻ thường không thể tự cân bằng. Trẻ dễ bị sang chấn tâm lý và trở nên yếu đuối, buồn bã. Các yếu tố nguy cơ dẫn đến những vấn đề tâm trí ở trẻ gồm sự cô lập về cảm xúc khiến trẻ không chia sẻ được với ai, lạm dụng Internet, gia đình trẻ quá nghiêm khắc, kỳ vọng của gia đình, kỳ vọng của cha mẹ, lo sợ bị la mắng, áp lực học tập, thiếu sự hỗ trợ, bị bắt nạt hoặc sống xa gia đình. Trong khi đó, theo nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, có từ 8 đến 29% trẻ em và tuổi vị thành niên Việt Nam mắc các rối loạn tâm thần. Một khảo sát dịch tễ gần đây còn cho thấy, trung bình 12% trẻ em gặp các vấn đề sức khỏe tâm thần, tương đương hơn 3 triệu trẻ em có nhu cầu về dịch vụ sức khỏe tâm thần. Các vấn đề về sức khỏe tâm thần phổ biến ở trẻ em Việt Nam là hướng nội như lo âu, trầm cảm, sự đơn độc và hướng ngoại như tăng động, giảm chú ý. Cáu kỉnh rồi là giận dữ một cách rất là vô cớ hoặc là các rối loạn hành vi ví dụ như là đánh nhau rồi là có thể thậm chí là có những em sử dụng vũ khí hoặc bạo lực ở trong trường rồi các cái rối loạn trong học tập ví dụ như là các em bỏ học không đi học hoặc là cái kết quả học tập bị giảm sút hoặc là có thể có các cái biểu hiện ví dụ như là các em sụt cân một cách bất thường hoặc là rối loạn cái giấc ngủ cũng như là rối loạn cái cảm giác ăn uống hoặc thậm chí là có những em có những cái rối loạn về mặt chúng tôi gọi là về mặt cơ thể ví dụ như là đau đầu này đau bụng này tức ngực này vân vân nhưng mà những cái dấu hiệu đấy không phải là do tổn thương của các cái cơ quan trong người mà là do khi mà tâm trí nó có những cái vấn đề thì nó gây ra những cái biểu hiện tác động thông qua các cái hệ thần kinh thì nó gây ra các cái biểu hiện bên ngoài là như vậy. Cũng theo các bác sĩ, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời các vấn đề tâm lý, trẻ vị thành niên sẽ dễ gặp phải các sang chấn tâm lý dẫn đến nguy cơ trẻ bỏ học sớm, vi phạm pháp luật, lạm dụng chất kích thích, chất gây nghiện, thậm chí nghĩ đến chuyện tự tử. Do đó khi thấy trẻ có biểu hiện buồn bã, mệt mỏi, ngại tiếp xúc, chia sẻ với người thân, thường xuyên kêu đau người đau bụng, cha mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện tâm thần hoặc bệnh viện có chuyên khoa tâm thần để được tư vấn, can thiệp kịp thời.